anh biết em đi chẳng trở về. Hải Sơn xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Thiên Hảo Audio. Một tin vui cho tất cả các bác yêu mến thương hiệu loa B&B, thương hiệu loa karaoke nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đó chính là bây giờ các bác có thể mua sản phẩm loa karaoke B&B chính hãng tại Thiên Hà Audio. Sản phẩm được nhập khẩu bởi công ty B&B Việt Nam, là đại diện chính thức của B&B Nhật Bản bởi công ty Minh Tuấn Trading. Và hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị một bộ dàn âm thanh gia đình, loa hát karaoke với tất cả các thiết bị đều đến từ công ty B&B. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng sản phẩm. Đôi loa mà Hải Sơn muốn giới thiệu thuộc dòng sản phẩm mới nhất đến từ B&B, đó chính là dòng sản phẩm CSG với mã hiệu là CSG08. Ở đây chúng ta sẽ có các cái mã như là CSG06 này, 08 này, 10 này và 12. Thì cái con số đó nó đại diện cho cái đường kính của cái củ loa. Và đây là dòng sản phẩm mới nhất sẽ thay thế cho dòng 210 trước đây. Cho nên là chúng ta sẽ có được một số cái thiết kế mới. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái e-căng này. Đấy, được làm với họa tiết đục lỗ này. Và cái logo, cái chữ B&B. Và cái logo này xoay được nhá. Tức là loa này chúng ta có thể đặt đứng hoặc là đặt nằm ngang. Và chúng ta có thể treo lên trên. Khi mà các bác treo lên trên ấy, thì các bác sẽ xoay cái logo B&B này ra như thế này. Và sẽ treo là để cái loa chép ấy, nó nằm vào phía bên trong của bộ dàn nhá. Và chúng ta sẽ tháo cái loa, cái e-căng này ra này để khám phá cái củ loa. Ở đây thì dòng sản phẩm này được trang bị hai củ loa, với một củ loa woofer là để tái hiện giải trầm và phần giọng hát trầm. Nó sẽ có đường kính là 8 inch. Và một cái loa chép có cái đường kính là 2,8 inch, tức là tương đương với 70mm. Thì cái phần nhạc cụ này, các cái tiếng trầm này sẽ được thể hiện bởi cái loa này và một cái phần giọng hát. Còn cái phần giọng hát mà giải cao ấy, thì sẽ được thể hiện bởi cái loa chép này. Cho nên là chúng ta vừa có được một cái giọng hát nghe thể hiện đủ được cái độ ấm áp mà vẫn tươi sáng, rõ lời. Và cái giải cao thì chi tiết tốt. Một cái đặc điểm độc đáo đó là cái dòng sản phẩm này họ đã sử dụng cái nón loa làm bằng vật liệu giấy. Và cái nón loa vật liệu giấy này này được sản xuất tại Nhật Bản. Và trong cái tên sản phẩm này, CSG, thì G ở đây có nghĩa là Japanese sound. Tức là họ đã căn chỉnh cho những cái sản phẩm loa B&B của họ có được cái chất âm đặc trưng mà người Nhật yêu thích. Cho nên là chúng ta sẽ có được cái thứ âm thanh nghe nó rất là tươi sáng, trong trẻo, rõ ràng, sôi nổi và sống động, phù hợp cho cả việc hát hay là nghe nhạc. Đây là đôi loa được thiết kế với hai lỗ thoát hơi ở phía đằng trước, cho nên các bác có thể để cái loa này sát gần tường sau hay là treo vào góc tường mà không hề ảnh hưởng gì tới việc là tiếng trầm có bị ù hay không, thì nó sẽ không xảy ra những cái vấn đề đó vì đã có lỗ thoát hơi ở phía đằng trước. Và một điểm độc đáo nữa là cái loa chép này. Loa chép này thì họ đặt ở sâu bên trong một chút để tạo ra thành một cái miệng khuếch tán như thế này, để giúp gom cái năng lượng tiếng chép đi được xa hơn. Và họ đã thiết kế một cái phần nhựa ở trên để chia cái đường dẫn âm này ra làm 4 khoang. Theo như họ nói là họ muốn dẫn cái tiếng chép này đi được ra 4 phía một cách là rõ nét và tập trung hơn. Thì đây cũng là một cái thiết kế độc đáo. Đây là một cái loa mà chúng ta sẽ có được một cái giải tần đáp ứng như sau. Tức là giải tần của nó thì xuống được là khoảng 90Hz ở mức -3dB và giải trầm sẽ xuống sâu nhất là 46Hz ở mức là -10dB, giải cao lên là 20kHz. Tức là chúng ta có thể sử dụng tốt một cặp loa CSG08 này trong phòng nhỏ, ví dụ phòng 15m cho đến 20m2. Còn các bác muốn sử dụng trong phòng 20m2 mà tiếng nó đầy đặn hơn thì có thể bổ sung thêm một cặp CSG06 ở phía đằng sau để làm âm thanh lấp đầy. Và muốn được tiếng trầm nó xuống đánh nó lực hơn, mạnh hơn, và nhất là khi bật những cái nhạc non-stop hay là những cái nhạc remix mà muốn ca hát nghe nó đã hơn, thì có thể bổ sung thêm một cái loa siêu trầm, loa subwoofer. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đến với chiếc âm ly. Và đây chính là chiếc âm ly B&B DR350HD4. Đây là dòng sản phẩm được thiết kế sinh ra để phối ghép cho âm thanh hoàn hảo với tất cả các loa B&B dòng karaoke gia đình của họ. Với mức công suất rất là mạnh mẽ, chúng ta có hai cách đấu cho dòng B&B HD4 này. Vì đây là một chiếc âm ly sử dụng lên tới là 4 kênh, nên nếu khi chúng ta sử dụng là một đôi loa thôi thì chúng ta sẽ gạt sang một cái nấc để nó đạt được công suất là 350W x 2 ra là hai loa.
Còn khi ví dụ các bác bổ sung thêm một cặp CSG 08 hoặc là 06 nữa thì chúng ta sẽ gạt sang cái nấc là 175W x 4. Đấy. Và kể cả là 175W đưa ra cho loa thì đã có thể kéo được cái loa này rất là tốt rồi. Chứ nói gì là 350W x 2 thì tiếng ra rất là căng. Đây là một chiếc amply được thiết kế nổi bật với một cái màn hình trông hiển thị rất là rõ ràng. Và tính năng thì chúng ta sẽ có 3 cái núm xoay ở phía bên phải này. Đây là núm xoay để chỉnh cái tiếng vang này, echo volume. Và đây là micro volume này, rất là dễ hiểu đúng không ạ? Cái phần music này là phần âm lượng nhạc nhé. Rồi chúng ta còn có những cái tính năng khác, như là ở đây chúng ta có thể tăng giảm được cái tông của bài hát. Ví dụ các bác thấy cái bài hát này tông nó hơi cao một tí thì các bác ấn đây là nó sẽ giảm xuống này. Đấy, nó cho phép giảm xuống đến 6 nấc, 7 nấc. 7 nấc là tối đa. Và tương đương khi tăng lên thì cũng thế, chúng ta có thể tiếp tục tăng lên này. Như này là cân bằng này, và chúng ta tăng tiếp lên. Đấy. Ví dụ thấy cái bài hát này tông thấp quá, tăng lên cũng tăng lên được đến là 7. Như vậy là rất là dễ, gần như bài nào chúng ta cũng thể căn chỉnh để cho hát cho nó phù hợp. Rồi có các đường vào input khác nhau. Ví dụ các bác có thể sử dụng những cái máy karaoke như là Vietka TV hay là Okara, rất là nhiều các thương hiệu khác nhau, thì các bác đấu vào đằng sau. Đấy, và input này, nó sẽ chuyển các đường input này. Các bác sẽ thấy cái phần input này nó sẽ thay đổi, có đường AUX này. Rồi có kết nối Bluetooth. Kết nối Bluetooth của chiếc máy này nó rất là tiện lợi, vì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là iPad này, iPhone hay là tất cả các cái điện thoại nào mà có kết nối Bluetooth để truyền thẳng âm thanh và hát với chiếc amply này. Và amply này cho phép là hai điện thoại cùng kết nối với chiếc amply. Như vậy là hai người chúng ta sẽ có thể lần lượt điều khiển chọn những cái bài mà mình thích để hát mà không cần phải có cả màn hình luôn, vì chúng ta sẽ nhìn hết ở trên màn hình điện thoại hoặc là ở trên màn hình của máy tính bảng. Rồi chúng ta còn có một cái tính năng mà không thể thiếu ở các cái amply chất lượng cao bây giờ, đó chính là tính năng cắt đi triệt cái tiếng bị rú, bị rít ở trên micro với tính năng là FBE. Ở đây thì khi ấn chúng ta sẽ thấy FBE này nó lên 1, 2, này, 3, 4, này, 5, này, off. Tức là có 5 cái mức độ khác nhau để cho các bác lựa chọn cái mức độ cắt cái rú rít này. Thì các bác cứ căn cứ vào cái điều kiện sử dụng thực tế mà ấn thử đến khi nào mình cảm thấy cái hiện tượng đấy ở cái chỗ mà mình ngồi ấy, nó không còn nữa là được. Đấy, cái này thì sẽ tự trải nghiệm. Và rất là hay là họ còn có viết một cái app trên điện thoại. Thì các bác sẽ vào App Store nhé, đánh chữ BMB này, DAR, và Enter vào, và sẽ download cái app của hãng BMB cài vào điện thoại. Như vậy là chúng ta có thể điều khiển được các tính năng của amply này từ xa, không cần phải chạy lại gần. Nó thay cho cái remote rất là tiện lợi. Ở đây thì phần home này, system này, rồi phần output này, chúng ta có thể tăng được cái gain, tức là cái âm lượng của loa trái hoặc loa phải. Ví dụ như các bác đặt cái loa phải đấy nó nằm trong góc tiếng, nó có cảm giác hơi lớn thì chúng ta có thể giảm xuống. Đây là chúng ta có thể cân bằng được từng bên loa. Rồi khi gắn thêm subwoofer thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái âm lượng ngõ ra cho subwoofer này, rất tiện lợi mà không cần phải chạy ra cái sub nhé. Rồi music thì chúng ta có thể chỉnh được âm lượng của từng đường, ví dụ như đường Bluetooth để đường HDMI. Chiếc amply này có đường HDMI rồi, chúng ta có thể cắm từ TV xuống đây, hoặc là chúng ta có thể cắm từ TV, Smart TV chúng ta cắm xuống theo đường là optical để lấy tiếng. Như vậy là cũng không cần đến phải có một cái chiếc đồng hát, chúng ta hát thẳng từ YouTube, từ trên TV là được rồi. Phần home chúng ta sẽ có những cái chức năng giống như ở trên màn hình. Đây là điều chỉnh cái echo độ vang này, rồi âm lượng micro, âm lượng music này. Rồi chúng ta chuyển được những cái đường vào này. Đấy, hiển thị rất là trực quan và rất là dễ, cũng như là tăng giảm. Đây là cái mức độ về cắt rú rít này, và cái phần tăng chỉnh tông này. Đấy, giảm hoặc là tăng, rất là tiện lợi. Và để cho chất lượng âm thanh của bộ dàn này tốt nhất thì hôm nay Thiên Hà sử dụng luôn cái bộ micro đến từ thương hiệu BMB. Đây là một bộ micro không dây có tên mã là VKB5000, là một cái bộ có chất lượng rất là tốt. Đấy, và sẽ bao gồm kèm theo là hai cái micro này. Còn bây giờ giá của sản phẩm như sau. Giá của đôi loa sẽ có mức giá tham khảo khoảng 11.750.000, là giá dành cho đôi loa CSG08, hàng chính hãng. Đấy, đến từ BMB Việt Nam. Đây, sản phẩm có tem chính hãng BMB đây. Và chiếc amply này thì có mức giá tham khảo khoảng là tầm 26 triệu. Còn cái bộ micro này sẽ có mức giá tham khảo khoảng tầm 15 triệu và sẽ có mức giá giảm tốt hơn rất là nhiều khi quý vị mua cả combo, hoặc liên hệ tới số hotline của Thiên Hà Audio
tất cả sản phẩm đều là sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức âm thanh đến từ bộ dàn này. Anh biết em đi chẳng trở về, giọng ngàn liều quân với sương tre. Em đừng quay lại vì anh chẳng tài em qua tu tàn tạ dụng bên. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bâng khuâng tôi mơ phút giây cùng xanh